Chào mừng bạn đã đến với video thứ 10 trong series video hướng dẫn về cách cấu hình giao diện Flash Sum trên hệ thống iRoot.vn. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để cấu hình cái giao diện cho cái trang chuyên mục website của bạn và cách để tạo được thanh sidebar. Để làm được điều này thì trước tiên bạn hãy đăng nhập vào trang quản trị website của bạn. Tiếp theo bạn hãy chỉ vào phần ngôi nhà và kích vào phần xem trang. Ở đây bạn hãy kích vào phần tùy chỉnh. Ở trong trang tùy chỉnh bạn hãy kích vào phần chuyên mục bất kỳ. Ví dụ tôi vào chuyên mục hướng dẫn. Như bạn thấy ở đây, chuyên mục hướng dẫn đang có hiển thị một vài bài viết và cái bài viết này hiển thị theo cách là có một thanh tiêu đề, ở dưới là cái hình ảnh và một đoạn trích và cứ hết bài này đến bài khác như vậy thì nó chiếm diện tích rất là lớn và nếu mà của bạn có nhiều bài viết thì người dùng sẽ rất khó có thể tìm được bài viết của bạn. Với cái thứ hai là nó sẽ không có thanh sidebar ở bên cạnh. Để chỉnh sửa phần này thì ở bên thanh công cụ phía bên trái này, bạn kích vào phần Block. Rồi tiếp tục bạn kích vào phần Block Layout. Ở đây bạn kéo xuống một chút phần Post Layout. Ở đây sẽ có 5 cách hiển thị cho chuyên mục. Bạn có thể chọn và xem cái cách nào nó phù hợp với cái trang của bạn nhất thì bạn có thể lựa chọn. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn là cái cách hiển thị dạng list. Ở đây thì hiển thị nó tương tự như một trang tin tức. Sau khi chọn xong phần hiển thị phần post layout, bạn có thể tham khảo thêm một số cách hiển thị bên dưới này nữa, ví dụ như hiển thị ngày tháng hoặc là cách hiển thị của chữ phần chữ viết. Tiếp theo để thêm và chỉnh sửa phần sidebar, bạn hãy ấn quay lại, kéo xuống một chút, bạn chọn phần widget. Ở đây bạn sẽ cấu hình phần sidebar. Trước tiên bạn phải định hình được là cái sidebar, thanh sidebar của bạn sẽ hiển thị những gì. Ví dụ ở đây mình sẽ hiển thị là một số cái bài viết gần nhất. Sẽ thêm phần Flash Sum Recent Post đây. Bài viết mới nhất. Hiển thị ảnh 5 bài viết. Tiếp theo mình sẽ hiển thị là một vài sản phẩm. Thì mình sẽ kéo xuống, mình chọn phần sản phẩm WooCommerce. Đây mình sẽ chọn là sản phẩm bán chạy. Hiển thị sản phẩm nổi bật này. Sắp xếp theo ngày. Ok. Như vậy là bạn đã cấu hình được giao diện của trang chuyên mục và tạo được sidebar. Bạn hãy nghiên cứu những video ở phần giao diện Flash Sum này để có thể hoàn thiện được website một cách tốt nhất. Chúc bạn thành công!